nay bây giờ là 11 giờ trưa nha các bạn. Mình đang có mặt tại quán Cơm Tấm Sài Gòn, ở địa chỉ là 161-163 Đống Đa, Đà Nẵng. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm ẩm thực với món Cơm Tấm Sài Gòn in Đà Nẵng. Bên trong quán set up rất là đẹp nha các bạn nha. Không gian bên trong quán rất là rộng rãi luôn nha các bạn. Bàn được set up là bàn gỗ, quạt, đồ trang trí, cái tông màu này tông màu trầm nha các bạn. Set up người ta set up kiểu rất là gọn gàng, bàn ghế thì bàn ghế gỗ hết nha. Đây này có cái chữ là Cơm Tấm Sài Gòn. Ở đây thực đơn quán Cơm Tấm Sài Gòn lên này á thì cũng có rất là nhiều. Nhìn qua thì mình thấy giá sẽ dao động từ 35.000 cho đến 70-80 là cao nhất luôn các bạn. Có sườn cốt lết này, sườn chả, sườn bì, sườn tôm rim, nhiều món nhờ. Ở đây còn có các loại canh khổ qua, rồi canh sườn non cải chua. Ở đây có 3 cơ sở luôn nha. Bây giờ mình sẽ gọi một cái món gì. Bên này có nước giải khát nữa nè. Dạ, ý là cho em hỏi là cái đặc biệt như nè, là trong đó là gồm có những cái gì? Có này nè, ví dụ sườn cốt lết thì sẽ có cơm sườn nè, có bì chả nè, có pla và tôm y chang như hình này nè. Là đó, cái này là cái phần sườn cốt lết, và em cũng sẽ có hai loại sườn nha. Sườn cốt lết thì như thế này là còn nạc, còn có thêm một cái loại nữa là sườn chia với sườn que, là sẽ nửa nạc nửa mỡ. Sườn chia và sườn que là một loại, nhưng mà sườn que nó sẽ có cây cọng xương, còn sườn chia sẽ không có cây cọng. Nhưng mà em muốn một cái loại sườn chia này, nhưng mà loại đặc biệt. Là nhưng mà không bỏ tôm riêng này. Là ví dụ như là mình muốn ăn cái gì thì em bỏ cái đó thôi. Là muốn ăn đặc biệt mà không bỏ tôm thì em chỉ không bỏ tôm thôi. Là trong đó sẽ có sườn này, có bì chả, có pla. Cho em order một cái như vậy đi. Một sườn chia không tôm, đặc biệt không tôm đúng không? Dạ đúng rồi. Một dĩa hay là sao đây ạ? Một dĩa. Với lại một dĩa bé ăn gì bé? Mình cứ kêu hai loại sườn đi, một cái là sườn này nè, với lại một cái là sườn này đi. Dạ. Xem thử cái nào. Bình thường á, khách order ở đây là người ta hay ăn nhiều nhất là cái. Tại bình thường Cơm Tấm á là họ sẽ luôn luôn là sườn bị chả. Sườn lúc phải là mình kia là có sườn bị chả đúng không? Nhưng mà mình thấy bốc la đó. Đa phần Cơm Tấm mà luôn luôn là sườn bị chả. Dạ, cho một phần là sườn bị chả với lại một phần như em hồi nãy. Chả với lại một phần như lúc nãy đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng mình có dùng canh ủ qua đậu thịt hay là canh sườn non cải chua gì không? Dạ. Cái này là bán thêm nha, chém 10.000, còn nếu như kèm cơm là sẽ có canh bí đao kèm cơm. Dạ cho em canh bí đao kèm cơm. Uống nước gì không? Trà đá ở đâu ra? Trà đá 3.000 nha quý vị. Ok, sau khi mình order món xong thì mình sẽ đưa các bạn ra cái khu vực nướng thịt. Lúc nãy thì mình vào quán đi ngang qua cái lò nướng thịt rất là thơm luôn á. Ở đây thì có hai loại sườn, đó là sườn cốt lết và sườn chìa. Các bạn thấy cái xô thịt không? Người ta khi mà nướng thịt xong thì người ta sẽ cho thịt vào trong cái xô đó để nóng đó các bạn. Các bạn thấy không? Đây là cái xô sườn chìa nha các bạn. Nhìn cái màu kìa, chảy nước miếng luôn á. Trên phần thịt thì có những cái phần kiểu như nó cháy cạnh đó các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Thật sự rất là thơm luôn á. Ở đây thì đông khách thì tầm mấy giờ là đông khách ấy chú Nhật? 11 rưỡi là đông khách. Đứng nướng thịt mỏi tay luôn chú Hị. Bắt đông là chú nướng tới 2 giờ. Một ngày thì bình thường mình nướng mấy xô như này chú? 3-4 xô. 3-4 xô như này. Rác sườn rất là to luôn. Còn phía bên này là khu vực làm cơm. Khách tới ngoài ăn tại chỗ thì có thể order qua app để mang về, hoặc là ship qua app, nhận ship qua app đó các bạn. Sườn chả. Sườn cốt lết chả hay sao vậy? Sườn cốt lết. Sườn bị chả lắm đi. Có chị canh hủ qua nè.
Còn một hai căn hộ quay đây rồi. Chia phần đặc biệt nha các bạn. Phần này thì có giá là 70.000. Ở trong một cái phần đặc biệt này thì mình thấy có một cái sườn chìa này. Cái sườn chìa này sẽ có một phần xương và một phần bên là phần thịt nạc. Còn bên này là cái gì? Bì này các bạn. Rồi bên này là chả. Phần chả trong này mình thấy có nấm mèo này, có bún, có thịt. Bên này có một phần ốp la nữa nha các bạn nha. Này bao gồm một phần ốp la và một ít kim chi, tóp mỡ. Này có tóp mỡ nè, rất là ngon luôn. Dĩa của tôi có một miếng sườn rất là to này cả nhà, và một cục cục chả, trong chả có trứng và có thịt, có gia vị, có đủ thứ. Còn đây là mì gì tôi không biết. Cái này là bì tôi cũng biết đó, nhưng mà có đồ chua rất chi là ngon. Và cả nhà cùng ăn với tôi nha. Trong này là sẽ có nước mắm, và bên này là ớt, mình sẽ tự làm nước mắm nha các bạn. Mình sẽ cho cái lượng ớt vào, ăn cay hay không cay, không cay thì làm riêng nha. Chứ tôi là tôi ăn cay lắm đó quý vị. Nước mắm nhiều á, mình sẽ quậy đều lên nha các bạn. Quậy đều lên xong mình chan vào cái dĩa cơm của mình, nhắm thử miếng nước mắm này. Kiểu quá, hơi ngọt ngọt, nó không có bị mặn. Rồi mình dưới vào nè, mình sẽ chan lên cái miếng cơm của mình nè, chan lên. Trời ơi, cho nó ơi, các bạn nào đói bụng không ạ? Ăn cơm cùng mình đi ạ. Đó, thôi chan vừa thôi, không lại mặn bây giờ. Ok, bây giờ thì mời các bạn dùng nha, bữa trưa với mình nhé. Mình sẽ ăn một cái cơm này các bạn. Đây là phần cơm này, phần cơm tấm này khá là rời rạc. Đầu tiên là mình sẽ lấy
ngon rồi đó. Đây là miếng thịt. Thịt ở ngoài á, người ta sẽ nướng, người ta cháy cạnh này các bạn. Mình thấy là nướng kiểu vừa tới luôn, rất là thơm luôn. Mình sẽ thử cái miếng thịt này nha. Thịt đó thì người ta ướp rất là vừa vặn. Mình ăn mình nghe cái mùi thịt nướng rất là thơm luôn. Đắp thịt thì rất là dày nha các bạn nha. Ăn cho một miếng vào xong nó đầy mồm luôn á. Mà người ta có đậm mật ong á, nó ngọt ngọt. Cái sườn kia nó sẽ đắt hơn cái sườn cốt lết 10.000 á các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì nó ngon hơn á. Sao mày cười tao? Ok. Chan vô. Còn đây là bì nè. Bì heo thì nó sẽ có gia vị, người ta sẽ tẩm gia vị. Đây là thịt thái sợi á các bạn. Bì heo này á, người ta sẽ trộn với lại bột thính á các bạn. Trộn đều đến khi mà thính đều với lại mì, và nó sẽ có một cái màu đẹp là được. Ăn chung cái tóp mỡ nó ngon lắm nha. Giòn giòn giòn. Nước mắm họ làm cũng có vị vừa thì ngon á. Trứng nó thì gia vị người ta ướp vào đây và mình thấy nó rất là, nó hơi nghiêng về độ ngọt. Còn lại mọi thứ trong này thì nó sẽ hòa quyện với nhau á, nó không có rõ ràng. Ví dụ như thịt rồi nấm mèo rồi bún người ta sẽ trộn đều với nhau. Ăn vào thì nghe vị của cái cay của tiêu. Về cái phần sườn chìa các bạn, vì sao mà nó ngon? Tại vì trong cái sườn chìa này nè, nó sẽ có một nói chung là nó xen kẽ giữa mỡ và nạc, nên là nó sẽ, thịt của sườn chìa thì sẽ mềm và ngon hơn. Bây giờ mình sẽ thử một cái miếng sườn bên dĩa cơm sườn bì chả nha các bạn. Này, cái này là sườn cốt lết chứ không phải là sườn chìa giống như là dĩa của mình. Cái phần thịt của sườn cốt lết á, thịt nó hơi bị khô và nó hơi bị cứng hơn, ngọt. Còn cái thịt ở bên sườn chìa này thì nó mềm, nó ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nha.
Nếu mà thấy thích thì cho mình một cái like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Bạn Tấn Hoàng Kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.